sâu hại hay một số côn trùng gây hại cho cây trồng luôn là một nỗi vấn đề khó khăn lớn nhất đối với người trồng, vì chúng làm ảnh hưởng tới năng suất cây nói chung và sự sinh trưởng của cây nói riêng. Vì thế nên tiêu diệt chúng một cách nhanh nhất có thể. Hãy sử dụng ngay sản phẩm Naphalan sữa có chứa hoạt chất thiamethoxam được đăng ký trong danh mục bảo vệ thực vật. Đây là một loại hạt chất có tác dụng tác động lên hệ thần kinh của côn trùng, gây mất khả năng di chuyển, ăn uống và gây tổn thương cho hệ thần kinh của chúng. Để phòng trừ được các loại sâu rầy, hãy sử dụng ngay đặc trị các loài như rầy xanh, rầy bông hạ trên cây trồng hoặc bọ trĩ trên cây sầu riêng, rầy nâu, bọ xít mũi, bọ nhảy hoặc rệp sáp, rầy mềm, rầy phấn trắng. Khi dùng thì ta dùng liều lượng 0,3 lít trên 1 hecta, pha chày 400ml cho 400-600 lít, lượng nước vun là 320-520 lít trên 1 hecta, phun thuốc khi rầy xuất hiện nhiều, thời gian cách ly là 14 ngày sau khi phun. Quý bà con nào muốn mua có thể liên hệ số hotline 0776 400 038 hoặc truy cập website Kỹ Sư Huy để biết thêm nhiều thông tin hữu ích nữa nhé.